Vâng, sửa đồ gỗ Phương Nhung xin kính chào các bác và cô chú anh chị. Hôm nay là buổi sáng ngày 15 tháng 12. Sửa đồ gỗ Phương Nhung xin trân trọng được giới thiệu đến với các bác và cô chú anh chị một loạt bàn ghế gỗ đinh hương tay cột 14, tay cột 16. Tất cả lô sản phẩm này là lô hàng thửa Vân Trôn cực kỳ đẳng cấp và mới chỉ phun qua một lượt lót đầu tiên. Sau đây sửa đồ gỗ Phương Nhung sẽ đi vào đường nét sâu sát chi tiết từng bộ một. Kính mời các bác và cô chú anh chị cùng bớt chút thời gian để tham quan và tham khảo sản phẩm ạ. Đầu tiên, sửa đồ gỗ Phương Nhung sẽ giới thiệu chi tiết ghế đinh hương tay cột 14 trước ạ. Ghế đinh hương tay cột 14, đục dáng đào tiên, tay cuốn chân móc, bộ gồm 6 món, bàn hộp ngăn kéo. Vâng, đấy, Vân Trun thực tế đã cực kỳ đẳng cấp, tất cả mới chỉ là lót qua thôi. Nhưng nhìn đã thực sự ưng ý rồi ạ, thực sự ưng ý luôn đấy ạ. Đồng đều vân, đồng đều màu. Sửa đồ gỗ Phương Nhung có địa chỉ Tuyên Quang tại tổ 11, phường An Tường, thành phố Tuyên Quang. Địa chỉ Yên Bái tại cầu Văn Phú, xã Văn Phú, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái. Kính mời các bác và cô chú anh chị bớt chút thời gian một ngày gần nhất về tham quan đồ gỗ Phương Nhung trực tiếp tại cơ sở Tuyên Quang hoặc là trực tiếp tại cơ sở Yên Bái. Hiện tại đã dựng xong trên 200 bộ ghế rồi. Sau khi các bác và cô chú anh chị đến tham quan, ưng ý sản phẩm nào, mình sẽ ký nhận dưới đáy của sản phẩm. Sau đó đồ gỗ Phương Nhung sẽ hoàn thiện tất cả những bước cuối cùng để bàn giao cho các bác và cô chú anh chị tận nhà trên mọi miền Tổ quốc. Rồi tiếp tục trên mình các bác và cô chú anh chị là ghế đinh hương tay cột 16, đục dáng đào tiên, tay cuốn chân móc, bộ gồm 7 món, bàn hộp ngăn kéo đấy ạ. Vân Trun cực kỳ đẳng cấp luôn. Lô sản phẩm này là lô sản phẩm hàng thửa, to cao hoành tráng, Vân Trun thực sự là quá đẳng cấp luôn ạ. Thực tế đấy ạ. Kính mời các bác và cô chú anh chị cùng tham quan. Mọi chi tiết tư vấn đặt hàng, kính mời các bác và cô chú anh chị liên hệ đến hai số điện thoại là 0988 986 601 hoặc 0916 912 888. Xưởng đồ gỗ Phương Nhung có địa chỉ tại tổ 11, phường An Tường, thành phố Tuyên Quang, cơ sở 3, Yên Bái tại cầu Văn Phú, xã Văn Phú, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái. Đấy, ghế đinh hương tay cột 16 đấy ạ. Quá đẳng cấp luôn. Đây là tại cơ sở Tuyên Quang. Cơ sở Tuyên Quang tại tổ 11, phường An Tường, thành phố Tuyên Quang. Và buổi sáng hôm nay đồ gỗ Phương Nhung xin trân trọng được giới thiệu đến với các bác và cô chú anh chị về chi tiết một loạt bàn ghế đinh hương tay cột 16, tay cột 14, đục dáng đào tiên, tay cuốn chân móc. Một lần nữa xin cảm ơn các bác và cô chú anh chị đã bớt chút thời gian để tham quan sản phẩm. Xin kính chúc các bác và cô chú anh chị có một ngày mới tràn đầy niềm vui, gặp nhiều may mắn, làm ăn thuận lợi. Rất mong một ngày gần nhất được đồ gỗ Phương Nhung đón tiếp các bác và cô chú chị.